nữ Malaysia tại các kỳ SEA Games và đứng ở vị thứ tư vào năm 2003. Thêm một cơ hội nữa cho các cô gái Việt Nam. Dứt điểm, không vào, bóng đã chúc sang ngang. Đó là cú dứt điểm của Nguyễn Thị Xuyến. Cú dứt điểm rất căng và nguy hiểm. Trước đây chúng ta đã có được bàn thắng thứ hai. Kết thúc rất nguy hiểm, bóng đã chúc sang ngang. 3-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Và đó lại là Minh Nguyệt. Cú đúp của Minh Nguyệt trong trận đấu ngày hôm nay. Bóng bật sang ngang, bật ra. Và Minh Nguyệt đã băng vào đá bồi. Bóng đã trúng vào sang ngang. Và Minh Nguyệt đã băng vào đá ngay. Cú chạm bóng bằng chân phải. Nguyễn Thị Nguyệt cũng là cầu thủ có sân thay người trong hiệp 2 này. Khá nguy hiểm, bóng lại trúng sang ngang. 4-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Nữ ghi bàn có lẽ là Huỳnh Như. Khung thành của đội tuyển nữ Malaysia. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Huỳnh Như đã băng vào đệm bóng và một tư thế khá dễ dàng. Công đầu trong bàn thắng này phải thuộc về cầu thủ mang áo số 4 bên phía đội tuyển nữ Việt Nam. Hậu vệ phải của Malaysia là Ramli đã không hoàn thành nhiệm vụ vì đã rất nhiều lần để cho Nguyễn Thị Xuyến phát xuống ở bên phía cánh trái. Tuyết Dung không vào, bóng lại trúng sang ngang. Không có bàn thắng thứ 5 cho đội tuyển Việt Nam. Pha phối hợp rất tốt của các cô gái Việt Nam.